Thế thì bài của ngày hôm nay chúng tôi được giao cái nhiệm vụ là trao đổi với các bạn một một số các cái khái niệm cơ bản về các cái thiết bị hỗ trợ cơ học và thiết bị thay thế. Tuy nhiên, tôi sẽ tập trung chủ yếu vào phần các cái thiết bị cơ học hỗ trợ trong những trường hợp bệnh nhân suy tim hoặc là những bệnh sốc tim. Thế thì trước khi đi qua các cái phần thiết bị hỗ trợ đó thì ta tìm hiểu lại một chút cái khái niệm, và có lẽ là một trong những cái mà chúng ta sẽ rất sợ hãi khi mà đối mặt trên lâm sàng, đó là tình trạng bệnh nhân rơi vào cái tình trạng sốc tim hoặc là suy tim cấp, mất bù hoặc là suy tim giai đoạn cuối, khi mà tất cả các thuốc của chúng ta đều trở nên vô nghĩa trước những bệnh nhân mà chúng ta phải đối mặt. Vậy thì chúng ta làm thế nào để nhận diện được bệnh nhân đó và biết là bệnh nhân đó phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ như vậy để xây dựng một cái lộ trình cho bệnh nhân? Việc đó rất quan trọng. Thì cái khái niệm sốc chúng ta biết, chúng ta ở đây chắc ít nhiều cũng đi qua nội khoa rồi, đó tình trạng cái huyết áp nó rất là thấp, giảm dưới 90 mmHg thủy ngân, hoặc là những người có tiền sử tăng huyết áp rồi nhưng giảm dưới 30% con số huyết áp trung bình, trên 30% con số huyết áp trung bình và có kèm theo cái giảm tới máu tổ chức, thì người ta gọi là bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc. Có thể hồi phục, có thể rơi vào tình trạng không hồi phục, thì đó sẽ có thể dẫn đến tình trạng suy đa tạng và tử vong. Là các bệnh nhân nếu chúng ta đã đi qua đơn vị hồi sức tích cực, chúng ta gặp rất nhiều những đối tượng như vậy. Thì có rất nhiều loại sốc như là sốc giảm thể tích, sốc tim, sốc phản vệ, sốc do các cái tắc nghẽn như tắc mạch phổi cấp, vân vân. Những cái loại đó là cái cách phân loại mà khi ngày xưa học nội khoa chúng ta cũng đã được học rồi. Thì chủ yếu chúng ta trong trường hợp này chúng ta sẽ tập trung vào sốc do nguyên nhân về tim mạch. Vậy thì đây đơn giản người ta tìm một cái khái niệm, đó là tình trạng tụt huyết áp và giảm tới máu tổ chức do giảm cung lượng tim, thì người ta gọi là tình trạng sốc tim, rất là riêng biệt so với cả tất cả các loại sốc khác. Thì nguyên nhân của sốc tim rất nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến sốc tim, người ta list ra như các bạn có thể nhìn thấy từ trên xuống dưới thì có khoảng mấy chục cái nguyên nhân. Thì tuy nhiên có thể gì, bệnh nhân suy tâm thất trái cấp, suy thất phải cấp, hoặc là các cái biến cố cơ học do bệnh nhân có cái gì, một là nhồi máu cơ tim, đứt dây chằng van hai lá, thủng cái vách liên thất, hoặc là đứt cột cơ, hoặc là vỡ thành tự do, hoặc là gì ép tim cấp, cũng có thể gây ra những trường hợp sốc tim cấp, và các cái rối loạn đi kèm cũng có thể gây ra. Còn những cái nguyên nhân như là nhồi máu phổi vân vân, tách thể của mạch chủ cũng có thể có nhưng mà cũng không nhiều. Và đây là cái tỷ lệ các cái nguyên nhân có thể dẫn đến những cái tình trạng sốc tim. Thì chúng ta thấy là những cái trường hợp sốc do tình trạng tâm tư thất trái giảm chiếm phần lớn, và các cái nguyên nhân khác chiếm phần nhỏ thôi, nó chỉ chiếm khoảng 1/4 cái số lượng chúng ta có thể gặp thôi. Trong đó có thể gặp là gì, suy cái van hai lá, hở van hai lá cấp, do đứt cái dây chằng cột cơ, rồi là các nguyên nhân khác có thể chiếm đến 7,5%, chúng ta không biết nguyên nhân đó là cái gì cả, tìm mãi không thấy. Vậy thì tình trạng sốc trên lâm sàng chúng ta có thể gặp là cái gì? Trên lâm sàng chúng ta gặp huyết áp tâm thu giảm, hoặc là giảm, hoặc là khi có thuốc vận mạch thì giảm dưới 90 mmHg, còn nếu mà không có thuốc vận mạch thì giảm dưới 80 mmHg và kéo dài trên 30 phút. Đây là một trong cái định nghĩa mà chúng ta cứ thế mà làm thôi, trên 30 phút và có con số huyết áp như vậy thì được chẩn đoán là bệnh nhân sốc. Còn chỉ số CI đó là chỉ số tim hoặc là áp lực mao mạch của bít, thì khi mà có cateter xoắn găng, ở đây ai đã từng làm cái cateter xoắn găng rồi ạ, đặt cái cateter xoắn găng hoặc là đã nhìn thấy cateter xoắn găng rồi thôi, có thể các bạn chưa được đặt cũng ok thôi. Ở các đơn vị phẫu thuật tim mạch ít nhiều người ta cũng sẽ có, hoặc là đơn vị hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực, ở đây là ngày xưa khi mà chúng tôi học thì cũng đã triển khai khá là nhiều cái cateter xoắn găng để đo được gì, chỉ số tim, đo cung lượng tim vân vân. Thì khi đó chúng ta thấy là chỉ số tim giảm dưới 2 lít/phút trên mét vuông da, trên mét vuông da, và áp lực mao mạch phổi bít tăng cao trên 12 cm nước, mmHg thủy ngân, thì người ta chẩn đoán là như vậy. Và có giảm tới máu mô trên lâm sàng chúng ta có thể gặp là gì, chúng ta đầu chi lạnh, rồi là khi mà lạnh là cũng đã tương đối là căng thẳng rồi, có thể có rối loạn về mặt ý thức và mạch nhanh và nhỏ ra ở. Thì đây là định trong những cái định nghĩa kinh điển sốc. Và các cái triệu chứng nữa có thể gặp, ví dụ tùy triệu chứng bệnh nhân nguyên nhân là gì thì sẽ có triệu chứng tương ứng với cả cái nguyên nhân dẫn đến sốc tim. Ví dụ như máu tim cấp thì bệnh nhân đến với chúng ta có đầy đủ các triệu chứng, ví dụ điện tâm đồ có vấn đề gì hay không, men tim có tăng hay không, hay có đau ngực hay không, và trên siêu âm tim xem có ép tim hay không, rồi có thể có viêm cơ tim. Hai cái này rất dễ chẩn đoán nhầm với nhau khi mà chúng ta trên lâm sàng chúng ta gặp bệnh nhân đến vì đau ngực và có điện tâm đồ kể cả men tim nữa, thì vô tình chúng ta có thể chẩn đoán nhầm. Và bệnh van tim
hoặc là các bệnh lý khác, ví dụ như máu phổi, các rối loạn nhịp chúng ta gặp, chúng ta cũng đều có thể dẫn đến cái tình trạng sốc tim. Thì tùy nguyên nhân bệnh nhân tại sao lại dẫn đến sốc tim thì chúng ta sẽ có những cái nguyên nhân tương ứng và các triệu chứng sẽ đi kèm với các nguyên nhân đó. Và cái vòng xoắn bệnh lý của tình trạng bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp dẫn đến sốc tim ở trên này chúng ta chắc chắn là chúng ta đã nghiên cứu nhiều rồi, đúng không ạ? Trên nhồi máu cơ tim diện rộng hoặc là nhồi máu cơ tim diện nhỏ và có giảm chức năng thất trái, làm giảm thể tích áp bóp và vô hình chung làm cho cung lượng tim giảm, máu đến động mạch vành giảm và làm cho cái tưới máu của cơ tim cũng sẽ giảm theo. Và nó làm cho nếu như không tìm cách cắt đứt một khâu nào ở trong những trường hợp bệnh nhân nhồi máu cơ tim sốc tim thì chắc chắn quá trình này nó sẽ diễn tiến cho đến tình trạng suy tim mất bù và bệnh nhân sẽ tử vong. Như vậy cái chúng ta có thể can thiệp vào thì nào ở trong này thì chúng ta có thể can thiệp ở thì thứ nhất là bệnh nhân đến sớm, chúng ta có thể mở cái mạch vành ra, cải thiện tưới máu của mạch vành, cải thiện tưới máu tổ chức và có thể giúp hồi phục chức năng tim. Nếu như chúng ta làm sớm ở trong giờ vàng thì chức năng tim có thể hồi phục hoàn toàn, chúng ta biết điều đó, đúng không ạ? Bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu về hội chứng động mạch vành cấp, chúng ta sẽ có kiến thức về những vấn đề đấy. Và nếu như bệnh nhân đến với chúng ta trong cái tình trạng bệnh nhân sốc suy tuần hoàn thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy bệnh nhân có gì, một là cung lượng tim giảm và thứ hai là giảm sức cản của thành mạch. Trong trường hợp bệnh nhân nhiễm khuẩn hoặc là sốc phản vệ giãn mạch thì có thể gây ra giảm sức cản thành mạch, thì đây là hai trong số các nguyên nhân dẫn đến suy tuần hoàn phổ biến mà chúng ta hay gặp. Thế còn nguyên nhân tại sao lại dẫn đến tình trạng giảm cái cung lượng tim thì có thể do chảy máu, mất dịch, có thể do tắc nghẽn và có thể là do giảm sức co bóp. Thì người ta phân ra thành các cái nguyên nhân, các nhóm nguyên nhân để chúng ta tiếp cận một cách dễ dàng hơn. Vậy thì chúng ta đã biết những thiết bị hỗ trợ cơ học nào ở đây rồi. Ở đây chúng ta có thể kể cho một cái vài cái tên về các cái thiết bị cơ học hỗ trợ mà chúng ta biết không ạ? Các bạn đi ra ban nhiều rồi, chắc chắn các bạn đi nhiều rồi. Một, bóng nối xung động mạch chủ, chắc chắn là giao ban ai cũng đã nghe thấy rồi. Thứ hai, ECMO. Thứ ba, Impella, đúng không? Cũng đã được nghe rồi, nhưng mà chắc chắn là chưa có cơ hội để nhìn thấy ở đây nữa. Có ai nhìn thấy cái nữa không? Tandem hát gì nữa? Tandem hát rồi Century Mark rồi vân vân, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chút nữa chúng ta sẽ biết được thôi và chúng ta sẽ quay lại cái slide này sau. Vậy thì cái đầu tiên chúng ta tiếp cận đó là ECMO. ECMO đơn giản là tuần hoàn ngoài cơ thể, gọi là thay thế tim. Quả tim sẽ ngừng đập hoàn toàn trong trường hợp này. Và người ta sẽ lấy máu từ đâu? Nguyên lý của ECMO là gì? Đó là người ta lấy máu từ tĩnh mạch và đổ vào động mạch của bệnh nhân, nhưng mà đổ vào cái động mạch ở phần gần, gọi là động mạch chủ lên ấy. Thì đây là các cái đường vào chúng ta có thể tiếp cận ở bệnh nhân ECMO để chúng ta biết là người ta vào mạch ra làm sao. Người ta có rất nhiều đường vào mạch, có thể vào từ mạch đùi, có thể vào từ mạch cảnh, đúng không ạ? Tùy vào cái trạng thái giải phẫu của bệnh nhân phù hợp với trường hợp nào thì chúng ta có thể tiếp cận tới cái hướng đó. Thậm chí có những trường hợp người ta phải mở cái ngực ra để người ta làm ECMO. Có. Còn trong bài trước thì tôi đã giới thiệu với các bạn gọi là ECPR rồi, đúng không ạ? Thì đó là đỉnh cao của cấp cứu ngừng tuần hoàn. Thì người ta sẽ sử dụng đường vào là hai cái, từ canuin từ đùi đi thẳng từ dưới đùi lên. Và có lẽ access nhanh nhất nó chỉ mất khoảng 5 phút để chúng ta đi vào mạch trong trường hợp đấy thôi. Còn những bệnh nhân của chúng ta ở đây làm ECMO, chúng ta đều có sự chuẩn bị và chúng ta sẽ làm sao tối ưu cho bệnh nhân. Vậy thì chỉ định của ECMO là gì? Chỉ định của ECMO là những trường hợp thứ nhất là bệnh nhân sốc, tim không hồi phục do các nguyên nhân. Như list chúng ta vừa nãy, ví dụ như là nhồi máu cơ tim cấp này, rồi viêm cơ tim này, rồi suy tim, rồi các cái trường hợp mà bệnh nhân có các cái vấn đề về màng ngoài tim vân vân, hoặc là bệnh cơ tim chu sản cũng có thể là một trong những ứng cử viên của ECMO. Rồi là có trường hợp bệnh nhân sao ạ, nhồi máu phổi cấp, rồi các cái trường hợp bệnh nhân có dị ứng phản vệ vân vân, cũng có chỉ định ECMO. ECMO là một chỉ định rất rộng rãi chứ không phải là chỉ đơn giản là trường hợp sốc tim của chúng ta đâu. Vậy thì vai trò của ECMO là gì và nguyên lý của ECMO là ra làm sao? Thì đó là gì? Thứ nhất là người ta lấy máu, chúng ta chỉ cần hiểu đơn giản là người ta lấy máu của tĩnh mạch, người ta trộn cái oxy ở bên ngoài qua cái màng và người ta đổ lại vào động mạch và người ta đảm bảo được cái lưu lượng tuần hoàn cho cái động mạch đó.
đủ cho bệnh nhân sống và giúp cho quả tim của chúng ta nghỉ ngơi hoàn toàn. Trong một thời gian, người ta đánh giá lại xem quả tim đấy liệu đã hồi phục được chưa, sau đó người ta lại cho quả tim đập trở lại, người ta gọi là hỗ trợ của ECMO. Như vậy vai trò của dòng gì, dòng VA là dòng từ tĩnh mạch động mạch của ECMO. Trong trường hợp ECMO tĩnh mạch động mạch, có trường hợp ECMO tĩnh mạch thì chúng ta trường hợp ECMO phổi chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Thì chúng ta thấy là ECMO có thể cung cấp 60-80% cung lượng tim và còn 20% là cho cái nội tại của quả tim đó. Thứ hai là cái dòng máu thì phụ thuộc vào tiền gánh, hậu gánh và số vòng quay của cái máy ECMO đấy. Thì nếu chúng ta muốn biết thì chúng ta phải nhìn cái máy đấy cơ. Và chúng ta nhìn được là cái máy đấy nó không lớn như cái máy chạy thận đâu. Nhỏ thôi, bằng một cái hộp, bằng cái case của máy tính. Tất nhiên là dây dỡ loằng ngoằng hơn. Nhưng chúng ta nhìn thấy à đâu là chỉ số vòng này, đâu là tốc độ này, chúng ta sẽ biết được chỉ số tim của bệnh nhân, vân vân. Vậy thì thứ hai là vòng trao đổi khí của ECMO là gì? Là ở cái quả trộn máu ở bên ngoài. Người ta sẽ trộn oxy với máu, cái máu tĩnh mạch chúng ta rút ra và người ta đổ lại vào CO2 thì người ta tách chiết ra, người ta đổ lại cái máu được bão hòa oxy tốt vào trong lòng động mạch của bệnh nhân. Đấy là cái cơ chế của ECMO, đơn giản như vậy thôi. Vậy thì trong những cái ECMO trong những trường hợp sốc tim đem lại những hiệu quả như thế nào? Thì năm 2017, một cái tổ chức rất là lớn, người ta làm một cái registry về những trường hợp bệnh nhân ECMO, thì người ta thấy đạt được cái hiệu quả ở những bệnh nhân sốc tim do ECMO khá là khả quan. Đó là giúp cho những bệnh nhân đến được cái đơn vị cấp cứu, đến 40% những bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn và suy tuần hoàn cấp. Thì đây là một trong những con số khá là hứa hẹn cho cái kỹ thuật mới này được phát triển. Và đến những bệnh nhân ECPR thì cũng có thể đạt được cho đến gần 30%. Thì như thế chúng ta thấy là rất là hứa hẹn cho một cái kỹ thuật mới. Còn đối với những trường hợp bệnh nhân người lớn và được chẩn đoán là sốc do tim và được tiến hành ECMO thì đem lại những cái tỷ lệ thành công trong điều trị rất là khả quan, có thể từ 30-50%. Thì trong đó trong trường hợp bệnh nhân chúng ta nhìn thấy đấy, bệnh nhân viêm cơ tim đạt cái tỷ lệ hồi phục đến tận 62%. Đấy là lý do tại sao mà những bệnh nhân viêm cơ tim thì chúng tôi làm chẩn đoán rất nhanh để chuyển đến cái đơn vị người ta có thể làm ECMO. Bởi vì sao? Người ta có thể cứu sống bệnh nhân. Nếu mà chúng ta vẫn cứ loay hoay chẩn đoán thì chúng ta có thể làm giảm cái thời gian để bệnh nhân được tiến hành ECMO và làm tăng cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân lên. Và chúng ta thấy là cái số lượng bệnh nhân được làm ECMO tính theo các năm thì càng ngày càng cao, và cái tỷ lệ bệnh nhân được làm ECMO, tức là được tiếp cận đến ECMO cũng sẽ tăng hàng năm rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì đó là ECMO, một cái thiết bị hỗ trợ mà chúng ta được nghe đến rất nhiều trong vòng 2-3 năm vừa qua. Thế còn các thiết bị hỗ trợ khác thì sao? Các thiết bị hỗ trợ khác trong trường hợp bệnh nhân suy tim thì là đã được phát triển cách đây khá nhiều năm. Và đến con đường cuối cùng là nếu như không còn thiết bị hỗ trợ nào thì chúng ta đành phải thay tim thôi. Thì ở chỗ chúng ta đã triển khai một số các thiết bị hỗ trợ. Ví dụ như bệnh nhân nhồi máu cơ tim sốc tim, trước khi bệnh nhân được tiến hành ECMO hoặc là bệnh nhân được chụp mạch vành thì chúng tôi đã có thể tiến hành những thiết bị hỗ trợ khác, hỗ trợ tuần hoàn cho bệnh nhân. Đó là gì ạ? Một, trước khi đó chúng ta sẽ đến với cả một số các cái định nghĩa về suy tim. Cái này tôi xin phép đi qua rất nhanh, đúng không? Chúng ta rất là thuộc bài này rồi. Nhưng mà nếu mà trong phần thi có bài này thì chúng ta vẫn phải đảm bảo. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng các thiết bị hỗ trợ trong trường hợp nào? Đó là trong những trường hợp bệnh nhân phải cần những cái điều trị đặc biệt. Thì đó là một trong những cái chỉ định cho những bệnh nhân của chúng ta. Và tiếp cận điều trị suy tim thì phần lớn các cái suy tim giai đoạn D chúng ta sẽ phải sử dụng các cái thiết bị cơ học hỗ trợ. Và chúng ta biết đây là cái con đường mà đi không thể tránh khỏi của những bệnh nhân suy tim. Nếu suy tim được điều trị tối ưu thì tỷ lệ tử vong trong vòng 5 năm vẫn là 50%. Các bạn mình hiểu là nếu chúng ta sử dụng những thuốc mới nhất đến bây giờ, Entresto luôn đấy, rồi thiết bị, rồi các cái loại thuốc khác, thì tỷ lệ tử vong trong vòng 5 năm vẫn là 50%. Có nghĩa là một cái gánh nặng rất là lớn. Vậy thì các cái thiết bị hỗ trợ thất trái được lưu hành như thế nào thì đã từ rất lâu rồi. Chúng ta thấy trong vòng 1 năm, đây là một thống kê năm 2012 và 2018, thì ta thấy là có khoảng 6 triệu người Mỹ bị suy tim, tỷ lệ mới mắc rất cao và chiếm phần lớn
các cái nguyên nhân bệnh nhân nhập viện ở những người trên 65 tuổi. Và cho đến năm 2012 ấy, thì ở Mỹ có khoảng trên 2.000 bệnh nhân được đặt cái thiết bị hỗ trợ thất trái dài hạn. Thì chúng ta nghe cái khái niệm này có vẻ chính rất mới. Chúng tôi được năm ngoái chúng tôi cũng được đi Singapore và Đài Loan để học các cái khóa học về sử dụng các cái thiết bị hỗ trợ thất trái. Thì ở các nước họ cái số lượng cũng lên vài trăm rồi. Thế còn ở chỗ chúng ta thì có lẽ là cũng trên đầu ngón tay thôi. Chúng ta cũng chưa thể tiến hành cái hỗ trợ, cái thiết bị hỗ trợ này một cách thường quy được, bởi vì chi phí của nó là quá đắt. Và chi phí điều trị suy tim chúng ta biết con số khổng lồ, và chúng ta thống kê ở nước ta thì cũng chưa có. Vậy thì nguyên nhân dẫn đến suy tim là gì? Là các cái bệnh tim thiếu máu, chúng ta biết rồi. Thứ hai là các bệnh tim không thiếu máu, do cấu trúc của tim, rồi viêm cơ tim, bệnh mô liên kết, hoặc là bệnh cơ tim do rượu, bệnh cơ tim ngộ độc, vân vân, rất là nhiều. Tôi xin phép đi qua phần này, chắc phần này chúng ta cũng đã nắm được hết rồi thôi. Vậy thì cái mức độ nặng thì cũng tùy, chúng ta có thể phân độ theo NIHA và phân theo mức độ 1, 2, 3, 4 giống như trên. Vậy thì mục tiêu điều trị của suy tim là gì? Chúng ta đều mục tiêu điều trị là gì? Cải thiện triệu chứng bệnh nhân, cải thiện chất lượng cuộc sống, bệnh nhân ít phải nhập viện, làm đảo được cái chức năng của tim bệnh nhân và làm giảm cái tỷ lệ tử vong. Đây là những cái mục tiêu quan trọng nhất trong cái điều trị suy tim. Thì chúng ta cũng nắm được. Vậy thì điều trị suy tim gồm có các thuốc như thế nào? Thứ nhất là thuốc tăng cái sức co bóp của cơ tim. Thứ hai là làm giảm cái hậu gánh. Thứ ba là giảm tần số tim. Điều trị các cái bệnh lý để nền của tim, hoặc là đến giai đoạn cuối là chúng ta phải sử dụng các thiết bị hỗ trợ. Và cuối cùng là gì? Thay tim. Bản thân tôi cũng đã có những bệnh nhân được dùng 6 bước này, và đến bước cuối cùng rồi, một anh chàng 33 tuổi, và sau khi thay tim xong thì anh ta bây giờ đi du lịch khắp nơi, rất khỏe mạnh. Thì nếu chúng ta có những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, cũng đừng ngại đặt vấn đề suy tim thay tim đối với bệnh nhân. Vậy thì điều trị đối với những bệnh nhân suy tim có chức năng tâm tư thất trái giảm, giống như cái phân độ của chúng ta ở bên trên, thì các cái thuốc chúng ta bắt buộc phải sử dụng là cái thuốc ở trên màn hình. Thì xin phép chúng ta sẽ đi qua phần này. Vâng ạ. Thứ hai là đến phần điều trị không dùng thuốc. Thứ nhất, đối với những trường hợp mà bệnh nhân suy tim chức năng tâm tư thất trái giảm trên 35%, có ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân và có cái phức bộ QRS trên điện tâm đồ trên 120 mili giây, mặc dù chúng ta đã điều trị thuốc tối ưu cho bệnh nhân suy tim này rồi mà vẫn còn triệu chứng như vậy, thì chúng ta phải sử dụng hệ thống máy tái đồng bộ cơ tim, gọi là CIT đấy. Cái này nằm trong chỉ định rồi. Và thứ hai là sử dụng các cái thuốc, các cái máy khử dung tự động và cái máy ICD để điều trị cho những bệnh nhân có chức năng tâm thu thất trái giảm, có tác dụng dự phòng loạn nhịp. Và nếu những tình trạng mặc dù đã được như vậy rồi mà bệnh nhân vẫn tiến triển tình trạng suy tim, có nghĩa là dù đã được dùng thuốc tối ưu mà bệnh nhân vẫn tiến triển suy tim, dựa trên đánh giá gì bệnh nhân có tiếp tục suy thận hoặc chứng tim thận, đúng không ạ? Chúng ta biết rất nhiều các bác sĩ ở đây chúng ta đã báo cáo những hội chứng này rồi. Thứ hai, suy gan, và thứ ba là phù phổi không kiểm soát được, mặc dù đã dùng thuốc rất nhiều hay là được lọc máu bệnh nhân vẫn không tránh khỏi phù phổi, thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải dùng các thiết bị hỗ trợ cơ học thôi, không có cách nào khác cả. Vậy thì thiết bị đầu tiên tôi sẽ trao đổi với các bạn một số thứ. Chúng ta sẽ đi qua gì? IABP, ECMO, tandem heart impeller. Thì chúng ta thấy đây là một trong những cái tác dụng các thiết bị hỗ trợ người ta có thể giúp được. Ví dụ trường hợp thứ nhất, giảm được hậu gánh thì IABP sẽ giảm được hậu gánh của chúng ta, đây là điều chắc chắn. Thứ hai là làm tăng được cái stroke volume của thất trái, làm giảm thì giảm một chút, rồi có tandem heart nó sẽ làm giảm. Và tăng cái tưới máu mạch vành thì duy nhất có hệ thống IABP có khả năng tăng tưới máu mạch vành, và tăng tưới máu chi hoặc là tưới máu cái tổ chức xa đấy, thì gần như là các cái phương pháp nó đều có thể tiến hành được. Đó là một trong những, và đây là một biến chứng cũng như là các cái biến chứng không mong muốn mà, và các cái chỉ định do những trường hợp bệnh nhân chống chỉ định ở những bệnh nhân được sử dụng các cái device. Thì tôi sẽ gửi cái bài này cho các bạn thôi, các bạn yên tâm. Vậy thì chỉ định trong những trường hợp nào? Thứ nhất là bệnh nhân sốc tim. Thứ hai là trong những trường hợp bệnh nhân có những cái nguy cơ nếu như mà chúng ta tiến hành can thiệp cho bệnh nhân,
chúng ta cũng sẽ sử dụng thiết bị hỗ trợ. Và thứ ba là làm cái cầu nối cho bệnh nhân được ghép tạng. Và thứ tư là những trường hợp bệnh nhân gì? Suy thất phải. Đây là một trong những cái chỉ định của bệnh nhân. Vậy thì dụng cụ hỗ trợ thất trái, chúng ta gọi là LVAD ấy, hay gọi là LVAD ấy, thì nó là một cái thiết bị nó có thể hỗ trợ chức năng thất trái một phần hoặc là hỗ trợ hoàn toàn chức năng thất trái. LVAD thì có hai loại, một là LVAD dài hạn và LVAD ngắn hạn. Vậy thì LVAD dài hạn là gì? Là những cái dụng cụ có thể hỗ trợ cho thất trái hàng năm trời. Hàng năm thì cũng 1-2 năm thôi, không có người nào mà dùng được mấy năm cả. Và ngắn hạn thì chúng ta có thể sử dụng cho vài ngày cho đến vài tuần. Vậy thì các cái vấn đề cần quan tâm ở những bệnh nhân được chỉ định LVAD là gì? Vậy thì chỉ định chúng ta đã có những bệnh nhân được chỉ định sử dụng chức năng các thiết bị hỗ trợ thất trái rồi. Nhưng chống chỉ định là gì? Đó là những bệnh nhân gì có cái bệnh mạn tính giai đoạn cuối. Thì cái gọi là long term outcome người ta không có, thì việc sử dụng LVAD là quá tốn kém và không đem lại hiệu quả. Thứ hai, những trường hợp bệnh nhân gì không tuân thủ điều trị, thì dù các bạn có cấy cái máy xịn bao nhiêu tiền vào đi chăng nữa mà bệnh nhân không tuân thủ điều trị thì cũng là vô nghĩa, chúng ta hoàn toàn không thể kiểm soát được tiến triển của bệnh, việc đó cũng không cần thiết. Thứ ba, bệnh nhân có nhiễm trùng, đây là một thiết bị cực kỳ xâm lấn. Nếu như mà chúng ta không thể kiểm soát được nhiễm trùng thì chúng ta cấy một cái máy vô tình vào, chúng ta lại đem cái nhiễm trùng từ chỗ này đưa ra chỗ khác thì nó sẽ làm cho cái tiên lượng của bệnh nhân rất xấu. Bệnh nhân không dùng được thuốc chống đông toàn thân và rối loạn chức năng thất phải từ trung bình cho đến nặng, thì này siêu âm chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được. Và trong quá trình điều trị chúng ta phải cá thể hóa từng bệnh nhân một, mỗi bệnh nhân đối mặt với cả một câu chuyện khác nhau, do đó chúng ta cần phải có những sàng lọc trước khi chúng ta đưa ra quyết định mục tiêu điều trị của chúng ta là gì. Chúng ta cũng cần phải cân nhắc xem là chúng ta có mục tiêu như thế nào, bệnh nhân đặt mục tiêu gì để chúng ta sẽ quyết định có can thiệp hay không. Và việc nữa là chúng ta phải đánh giá bệnh nhân có nên sử dụng các cái thiết bị LVAD hay không. Sử dụng thiết bị LVAD dài hạn hay ngắn hạn phụ thuộc vào cái điểm gọi là thang điểm Intermax. Đó là cái thang điểm để đánh giá bệnh nhân có nên sử dụng các cái thiết bị hỗ trợ thất trái hay không. Và đây, trên đây là các cái tiêu chí để đánh giá bệnh nhân có nên sử dụng hay không. Và đối với những trường hợp bệnh nhân có Intermax 3 đến 4 điểm thì chúng ta sử dụng cái LVAD dài hạn. Bệnh nhân có Intermax 1 đến 2 điểm thì chúng ta sử dụng LVAD ngắn hạn. Và những bệnh nhân không chỉ định LVAD khi mà chúng ta bệnh nhân suy đa tạng hoặc là bệnh nhân có Intermax 1 thì đây là một trong những cái mà chúng ta phải cân nhắc. Không phải là cứ đặt, chúng muốn là đặt đâu ạ, chúng ta phải có thang điểm nhất định. Và đối với trường hợp LVAD dài hạn chúng ta sẽ làm gì? Có thể làm cầu nối trước khi chúng ta thay tim. Trong trường hợp chúng ta phải chờ đợi, đúng không? Một quả tim nó cần rất nhiều cái yếu tố để hòa hợp, chứ không phải bốc quả tim này sang quả tim này là nó sống được đâu. Vậy thì người ta phải chờ để ghép tim. Nhưng mà bệnh nhân suy tim đến mức không thể chờ được thì chúng ta phải có thiết bị hỗ trợ. Thiết bị hỗ trợ này có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí có những bệnh nhân 6-7 tháng mới đợi được quả tim phù hợp với mình. Thì sao? Người ta vẫn chạy LVAD bình thường. Bệnh nhân trong danh sách thay tim là đối tượng như vậy. Và thứ hai là bệnh nhân suy tim đi 2 giai đoạn 4, IA không thể nào mà tự phục vụ cuộc sống của mình. Và thứ ba là bệnh nhân không đáp ứng với thuốc điều trị. Và cái liệu pháp điều trị đích của bệnh nhân là, đó là đối với những trường hợp bệnh nhân điều trị thuốc rồi IABP quá dài, chúng ta vẫn phải thay đổi phương pháp thôi. Bởi vì các cái phương pháp kia nó không thể kéo dài hơn được. Vậy thì chúng ta, nếu như bệnh nhân tiếp tục duy trì sống, chúng ta phải sử dụng LVAD dài hạn. Và các cái thiết bị hỗ trợ thất trái thì có cái đặc điểm là bệnh nhân sẽ không có cái nhịp mạch đâu. Cho nên chúng ta đừng cố gắng tìm cách bắt mạch của bệnh nhân làm gì cả. Người ta sẽ cố gắng duy trì mức huyết áp mục tiêu ở 60 đến 80 ml tiểu ngân để đảm bảo tưới máu cho tạng và tưới máu cho thận. Bệnh nhân không thể tiến triển đến tình trạng suy thận. Cho nên là những cái thiết bị hỗ trợ thất trái này nó rất nhạy cảm đối với tiền gánh và hậu gánh. Và việc chúng ta phải sử dụng thuốc chống đông là bắt buộc. Bởi vì đây là một trong những dụng cụ khá lớn, kể cả canuin đưa vào cũng là một canuin rất lớn. Thậm chí cái LVAD đấy, cái máy LVAD là cái máy hút đẩy máu đấy, nó cũng là một cái thiết bị nó nhỏ thôi, nó không lớn. Cho nên cái việc sử dụng chống đông rất cần thiết để tránh đông máu ở trong cái máy đấy. Đảm bảo trong trong 22 giờ 2 ngày đầu cái INR nó phải đạt từ 2 cho đến 3. Và nếu bệnh nhân có ngừng tim thì đề nghị các bạn không ép tim.
và triệu chứng bệnh nhân thì hoàn toàn vẫn có thể có tình trạng suy tim. Vậy thì các cái nguy cơ và biến chứng ở những bệnh nhân sử dụng Elvest là gì? Đây là hình ảnh bệnh nhân được sử dụng Elvest đấy ạ. Chúng ta thấy đấy. Đây ạ, đây là cái đường bào của bệnh nhân ạ. Đây là cái đường hút da là chúng ta có thể thấy. Sơ bộ thôi, bây giờ thì hiện tại nó đang to như thế này. Thì quốc tế người ta đang tìm cách để làm sao cho cái máy Elvest này nó nhỏ đi. Bây giờ nó cái cục hút đẩy nó bằng cái nắm đấm. Thế nhưng mà cái cục pin ấy thì nó phải to bằng, mỗi cục pin nó phải to gấp mấy lần cái điện thoại iPhone to như của tôi. Thì có nghĩa là quá nặng nề đối với bệnh nhân. Mà bệnh nhân sử dụng Elvest bây giờ trông giống như là đặc nhiệm siêu của Mỹ. Đeo ba lô trên người và gần như là các cái hoạt động khác của người ta cũng bị hạn chế. Tuy nhiên như thế cũng là quá tốt đối với cả những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối rồi. Vậy thì các cái nguy cơ và biến chứng của bệnh nhân được sử dụng trong những trường hợp này là cái gì? Có thể cái đầu da, gọi là drive line, có thể gập, có thể giò, có thể nhiễm trùng. Đấy. Rồi là các cái thiết bị nó có thể bị nhiễm trùng. Đường vào, nó có một đường vào duy nhất và một đường ra thôi. Rồi là hệ thống điều khiển nó bị mất chức năng. Rồi dòng vào, rồi vị trí tắc, nó tắc. Rồi suy cái bơm ấy. Và hết pin. Thì hết pin thì cũng ít khi lắm. Bởi vì cái máy Elvest này trước khi nó hết pin, nó kêu rất to. To hơn rất nhiều so với cả còi xe cứu hộ. Tất nhiên, chắc không to bằng. Cái còi báo động trên cái monitor của ở đơn vị các bạn nó to hơn rất nhiều, mà to đến mức khó chịu. Do đó là cái trường hợp hết pin này đặt ra cho vui vẻ thôi. Thế trong người bệnh nhân đi chơi ở ngoài đường ấy, hết pin thì là chịu rồi. Nhưng mà nếu ở nhà người ta sạc pin, người ta thay pin mỗi bên 2 quả thì thường là không bị hết pin. Và các cái biến chứng dài hạn, bệnh nhân có thể bị xuất huyết vân vân, xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết vân vân, xuất huyết não, tai biến mạch não. Chống đông mà người ta sử dụng chống đông thì hoàn toàn có thể có. Rồi nhồi máu cũng có thể bị, rồi tan máu khi mà cái dòng máu nó chảy qua cái thiết bị nó quá lớn, nó hoàn toàn có thể gây ra tan máu. Nếu chúng ta được một lần, tôi cũng đã chụp ảnh một cái thiết bị đấy lại rồi nhưng mà không hiểu tôi tìm thấy ở đâu. Vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy ở những cái bệnh nhân được sử dụng Elvest và những bệnh nhân không được sử dụng thì cái tỷ lệ sống còn của bệnh nhân được sử dụng Elvest khá là cao và có thể đạt được cái điều trị đích của bệnh nhân. Nghĩa là Elvest bridging sang một phương pháp khác, người ta có thể điều trị được và đạt được tỷ lệ sống còn cao hơn ở những trường hợp bệnh nhân trong nghiên cứu 2001, cách đây 20 năm rồi, tỷ lệ sống còn cao hơn rất là nhiều. Ở đây là một trong những cái thiết bị khá là hứa hẹn và tỷ lệ sống còn ở những bệnh nhân được sử dụng Elvest cao hơn so với những bệnh nhân được sử dụng nội khoa bình thường, điều trị nội khoa bình thường. Vậy thì đối với những trường hợp bệnh nhân được sử dụng các cái thiết bị hỗ trợ thất trái ngắn hạn thì sao? Ví dụ như là IABP, ví dụ như là Impella, Tandem Heart, Centrimark hay là ECMO. ECMO cũng chỉ là ngắn hạn thôi chứ không phải là dài hạn. Thì sao? Thì câu chuyện của những trường hợp bệnh nhân được sử dụng các thiết bị ngắn hạn là như thế này. Nhất là IABP, một cái thiết bị chúng ta gặp rất thường xuyên. Nhưng đã ở đây, đã ai điều chỉnh cái máy IABP bao giờ chưa? Lại lắc tiếp, lớp này tôi thấy lắc nhiều quá. Chúng ta nên thỉnh thoảng chúng ta xông vào. IABP thường một trong phòng can thiệp, hai phòng C1. Hôm nào có bệnh nhân được sử dụng máy IABP, tôi đề nghị các bạn hãy vào nhìn nó một cái thôi, và chúng ta không bao giờ quên. Chắc chắn là như vậy, cái gì đập vào mắt các bạn khi mà các bạn đang trong cái cơn gọi là say mê thì không bao giờ chúng ta quên cả. Vậy thì bóng đối xung động mạch chủ hay còn gọi là intra-aortic balloon pump ấy, thì là gì? Là một thiết bị rất hay được sử dụng ở những bệnh nhân sốc tim. Bệnh nhân sẽ được tăng tưới máu cả mạch ngoại biên và cung lượng mạch vành, đặc biệt là cái trường hợp này cái mạch vành nó sẽ được tưới máu rất là tốt. Hoạt động như thế nào? Đó là bóng nó sẽ được bơm ở trong thì tâm trương, là thì gì ạ? Là thì mà mạch vành được tưới máu và xẹp trong thì tâm thu. Đây là nguyên lý cơ bản và đây là cái hiệu quả về lâu dài. Thực ra đối với những trường hợp bệnh nhân sốc tim làm đặt cái máy IABP để can thiệp, sau đó sau khi can thiệp xong chúng ta có thể cai cái máy đó, thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó tốt hơn so với những bệnh nhân không được hỗ trợ. Thế tuy nhiên về theo dõi lâu dài sau 1 năm, 3 năm, 5 năm thì người ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong hoặc là tỷ lệ tái nhập viện v.v. ở những bệnh nhân này thì nó không phải là quá tốt. Do nên cái stroke trial năm 2008 và cái stroke trial 2 năm 2013 về cái việc sử dụng IABP ở những bệnh nhân bị sốc tim do nhồi máu cơ tim, người ta đã đưa ra một quyết định là mặc dù nó không cải thiện được cái tỷ lệ tử vong nhưng rõ ràng
là ở những bệnh nhân trong những trường hợp sốc tim cấp do nhồi máu cơ tim cấp thì chúng ta vẫn phải có một cái thiết bị hỗ trợ để cho người ta làm can thiệp. Thì nếu không thì tỷ lệ tử vong có khi còn cao hơn rất nhiều. Thiết bị thứ hai đó là Impella mà chúng ta vừa nhắc, Impella 2.5 và Impella 5.0. Thì nếu mà ai đã có từng là quan tâm thì mới biết 2.5 và 5.0 là gì. Nó không phải là phân khối đâu, nhưng cũng đại khái là như thế. Thì đây là một cái dụng cụ, nó chỉ hỗ trợ thất trái thôi, nó chả hỗ trợ gì khác cả. Nó suy thất phải mà ông đặt này vào là vứt. Đấy, cho nên là trong trường hợp bệnh nhân có EF nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng được. Và thiết bị chúng ta được đặt qua đùi. Chúng ta nhìn thấy là trên hình này vào động mạch. Thậm chí cái gai của nó đi qua cả van động mạch chủ. Và mục đích là gì? Mục đích là chúng ta hút máu, cái cateter đặt vào động mạch chủ lên, vào thất trái, hút máu ra và đẩy vào đoạn động mạch chủ lên để nuôi cơ thể. Vậy thì đó là cơ chế hoạt động của nó. Nhưng mà rõ ràng như này, cái dụng cụ nó rất là lớn. Impella dụng cụ rất lớn. Impella 2.5 có thể hút tối đa 2,5 lít. Và Impella 5.0 có dòng tối đa là 5 lít. Thì đấy là phân khối đấy. Nhưng cái hỗ trợ của Impella nó chỉ FDA khuyến cáo là chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ thôi. Thì chúng ta phải chuyển sang phương pháp khác. Và hiện tại thì chúng tôi cũng chưa có thiết bị này để mà triển khai. Còn dưới màn hình quang hoặc là để đặt cái thiết bị này cũng không phải là quá khó khăn. Tuy nhiên, người ta làm nghiên cứu, người ta thấy rằng so với những trường hợp bệnh nhân được sử dụng Impella 2.5 và bệnh nhân sử dụng IPP thì không cải thiện được các cái biến cố về tim mạch. Tuy nhiên, cái thiết bị Impella này nó lại gây ra cái thiếu máu chi hơn nhiều hơn rất nhiều so với bệnh nhân được sử dụng IPP. Và ngoài thiếu máu, nó còn gây ra chảy máu. Do đó là chúng ta sẽ phải truyền dịch rất là nhiều. Vậy vì các cái biến cố về mạch chi ở những bệnh nhân được sử dụng Impella sẽ cao hơn. Đấy là mấy Impella 2.5 thôi, còn Impella 5.0 thì nó còn cao hơn nữa. Vậy người ta làm một cái phép so sánh nữa giữa IABP và thiết bị hỗ trợ thất trái. Thì người ta thấy rằng là cái thiết bị hỗ trợ thất trái qua da, đây là qua da percutaneous nhé, thì có thể cải thiện được chức năng tim, cải thiện được chỉ số tim, cải thiện được áp lực mô mạch phổi bít và thậm chí làm giảm được cả chỉ số lactat ở những bệnh nhân sốc tim. Thế tuy nhiên, nó có thể gây ra cái tình trạng là thiếu máu nặng, thiếu máu chi và cái tỷ lệ tử vong cũng không cải thiện. Đấy là câu trả lời cho đến bây giờ ở những cái thiết bị này. Tôi kỳ vọng rằng trong tương lai các cái thiết bị này nó sẽ được cải thiện về mặt kích cỡ, về mặt function để giúp cho chúng ta có thể tiếp cận được tốt hơn. Thì chắc là sẽ được như vậy thôi ạ. Thứ ba là thiết bị tandem heart, thiết bị hỗ trợ thất trái qua da. Thì đây cũng lại chỉ hỗ trợ cho thất trái, không hỗ trợ cho thất phải. Do đó nếu bệnh nhân của bạn suy thất phải thì xin lỗi là cũng quên thiết bị này đi. Thứ hai là chúng ta nhìn thấy đây là con đường của các canuin chúng ta sẽ được đặt từ tĩnh mạch đùi xuyên qua vách lên nhĩ. Do đó các trường hợp đặt này các bạn phải biết chọc vách lên nhĩ và hút máu giàu oxy từ nhĩ trái, rồi bơm máu về động mạch, được cái canuin động mạch đặt ở dưới đùi. Thì đấy là con đường của thiết bị và dòng tối đa cũng được đến 5 lít trong vòng 1 phút. Thì tốc độ khá là lớn và được sử dụng tối đa trong vòng 14 ngày, 2 tuần. Cải thiện về mặt thời gian rất là nhiều so với cả những trường hợp bệnh nhân sử dụng các thiết bị khác. Và thiết bị Centrimat này thì chúng ta là một thiết bị hỗ trợ cả hai bên, cả thất trái và thất phải. Trên sơ đồ chúng ta có thể thấy bệnh nhân được hút máu từ tĩnh mạch, từ nhĩ phải bơm lên động mạch phổi và từ nhĩ trái hoặc là từ thất trái bơm lên động mạch chủ. Đây là thiết bị hỗ trợ cả hai, thì cái thiết bị này chúng ta phải mở xương ức ra chúng ta mới có thể đạt được, chứ chúng ta không thể đặt qua da được. Và thời gian tối đa có thể sử dụng hỗ trợ 30 ngày, nghĩa là đã kéo dài rất nhiều so với cả các cái thiết bị khác rồi, hơn cả cái Impella lẫn cái tandem heart. Thì đây là một trong những cải tiến của các cái thiết bị hỗ trợ ngoài cơ thể. Còn ECMO thì chúng ta có thể sử dụng được VA trong những trường hợp bệnh nhân suy tim cấp, còn VV trong những bệnh nhân siêu hấp cấp. Thì ở bên bệnh viện nhiệt đới, những trường hợp bệnh nhân cúm hoặc là bệnh nhân siêu hấp do mọi nguyên nhân hoặc ARDS vân vân, thì người ta cần cho cái phổi nó nghỉ hoàn toàn thì người ta sử dụng VV ECMO. Còn ở chúng ta hay nghe đến cái mà chúng ta được là xem trên hồi sức tích cực của những bệnh nhân của chúng ta
đó là quả tim cần nghỉ thì người ta dùng VA, ECMO. Vậy thì máu sẽ được hút từ tệ tĩnh mạch, oxy hóa và bơm lại động mạch. Đấy là nguyên lý cơ bản và thời gian có thể kéo dài được hàng ngày cho đến hàng tuần. Vậy thì qua một số các cái vừa trao đổi với các bạn rất là ngắn gọn thôi để chúng ta nắm được tinh thần và một chút đại cương về các cái thiết bị mà chúng ta đã từng được nghe đến, những thiết bị đã được triển khai, thì một số các cái kết luận có thể đưa ra đó là đối với những trường hợp bệnh nhân được sử dụng IVP thì có thể huyết động sẽ tốt hơn, tưới máu mạch vành tốt hơn, nhưng hiệu quả sống còn thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Tandem Heart thì là một cái thiết bị chúng ta thấy là khá là khó triển khai nếu mà ở một đơn vị nội khoa, còn nếu có sự hỗ trợ của ngoại khoa thì việc triển khai nó không phải là quá khó, nhưng nếu để tiến hành ở một cái ca cấp cứu thì rõ ràng là IABP nó sẽ chiếm cái lợi thế hơn để dễ triển khai hơn, nhanh hơn và đồ đạc người ta cần ít hơn. Thì như vậy là trong những trường hợp bệnh nhân sốc tim do nhồi máu cơ tim cấp, chúng ta IABP sẽ có ưu thế hơn trong trường hợp muốn triển khai được. ECMO có thể làm giảm cái tỷ lệ thiếu máu chi hay là cắt cụt chi hay là nhiễm khuẩn ở những cái bệnh nhân này. Và xin lỗi, máy tôi bị đơ mất rồi.